Xin mến chào quý vị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý vị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn IDO thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá dưa leo hay một số loại nông sản khác trên kênh. Quý vị các bạn nào có xem kênh quan tâm đến giá nhãn dưa leo thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý vị các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn hay là giá dưa thì trên YouTube của quý vị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý vị các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO hay là giá dưa leo mới nhất mà không cần phải tìm kiếm. Quay trở lại tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì cụ thể có giá như sau. Tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì có mức giá rộng từ 18.000 đến 22.000 đồng một ký. Thì theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Nhãn đẹp, nhãn lựa hiện nay thì có mức giá rộng từ 20.000 đến 22.000 đồng một ký. Ngoài ra thì tình hình giá nhãn IDO cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, từng sức mua và tùy theo từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Đây là giá nhãn thực tế của một số bà con nông dân đang thu hái gia cân ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Nhãn đẹp thì một số bà con nông dân đang hái gia cân với mức giá là 20-21. Nói chung là sẽ tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký tùy theo từng khu vực khác nhau quý vị các bạn. Và thời gian sắp tới nếu có thời gian rảnh thì mình cũng sẽ tiếp tục làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO trên kênh để cho quý chị các bạn cùng mà tham khảo. Và do tình hình như hiện nay thì giá nông sản nói chung hay là giá nhãn IDO nói riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Giá nông sản thì lượng biến động rất là nhanh và thay đổi liên tục theo từng ngày và nhiều khi không có thời gian rảnh nên đôi khi mình cập nhật tình hình giá nhãn IDO đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại thì mong quý chị các bạn thông cảm. Và đồng thời thì mình cũng rất là mong quý chị các bạn nào có xem kênh có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn IDO ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý anh chị các bạn và bà con nông dân xem sao có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn rất là nhiều. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân nhà vườn mình thì sẽ có luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO tiếp theo trên kênh của mình.